25 tháng 10, thứ hai tuần 30 thường niên. Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sa-bát sao? Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhân ngày Sa-bát, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám, làm cho bà đau yếu đã 18 năm. Bà bị khom lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, người liền gọi bà đến mà bảo rằng: "Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà." Rồi người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng viên trưởng hội đường tức giận vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: "Có 6 ngày người ta phải làm việc, vậy thì các ngươi hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sa-bát." Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: "Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sa-bát mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã 18 năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sa-bát sao?" Khi người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng người đã thực hiện. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện: thật lòng yêu Chúa, thật lòng yêu nhau. Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sa-bát sao? Ngày Sa-bát, Chúa Giêsu chữa lành cho người đàn bà vừa bị quỷ ám, vừa bị lưng còng mặt cúi đã 18 năm sỉ nhục. Thấy thế, viên trưởng hội đường tức giận, nói khéo với mọi người rằng: "Đừng đến xin chữa bệnh trong ngày Sa-bát." Chúa Giêsu lên án việc thờ phụng Chúa cách giả hình, việc giữ lề luật cách bên ngoài. Vì bao lâu còn giả dối thì bấy lâu còn là đồ đệ của ma quỷ. Con cái của Thiên Chúa thì thật lòng kính mến Chúa và thật lòng yêu thương nhau. Câu chuyện tin mừng cho thấy, khi đã có thành kiến với nhau, thù ghét nhau, thì ai ấy có làm việc tốt mình cũng cho là xấu, có làm việc lành, việc thiện thì mình cũng kiếm cho ra chuyện mà bôi nhọ, nhục mạ cho thỏa lòng. Viên trưởng hội đường kia vì không muốn nhìn nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, nên cũng không nhìn ra nỗi thống khổ của bà bị quỷ ám còng lưng. Ông nhân danh luật ngày Sa-bát không được làm nghề thầy thuốc để lên án việc lành của Chúa Giêsu, lại còn cảnh cáo mọi người bệnh tật đến với người. Hóa ra, khi con người không nhận ra Thiên Chúa, không kính sợ Thiên Chúa, thì họ cũng chẳng có trái tim, chẳng có lòng thương xót, nếu không nói là vô cảm như loài vô tri, vô giác. Thực ra, trong rừng cây, có những cây phải nghiêng mình đi để cho một cây khác vươn mình lên. Còn chúng ta có lẽ nào không được mảy may chút yêu người? Nói yêu Chúa mà không yêu người là nói dối. Việc thờ phượng đẹp lòng Chúa là chúng ta yêu thương nhau. Lạy Chúa, xin cho các gia đình thật lòng yêu mến Chúa, và vì yêu mến Chúa, họ thật lòng yêu mến nhau, để tình yêu gia đình sẽ nên lời chứng cho tin mừng giữa đời. Amen.
Lạy mẹ Maria mân côi, chúng con suy gẫm và tạ ơn Chúa vì mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Xin mẹ cầu cho chúng con được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ Giáo hội, mẹ nhân loại, mẹ các gia đình và là mẹ của mỗi người chúng con. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho nhân loại, cho đất nước chúng con sớm thoát cơn đại dịch kinh hoàng. Xin mẹ thương an ủi các gia đình đang âu lo chăm nỗi, đói khát, thiếu thốn, nợ nần, bệnh tật, cách ly, chia lìa, tội tình, tăng tóc. Xin mẹ an ủi chúng con đang âu lo, đang còn mãi âu lo. Xin cầu cho chúng con ơn tín thác vào lòng xót thương vô biên của Chúa và luôn khát khao sự sống đời đời. Amen. Phiền hồn con xót xa, bà ơi hỡi bà an ủi kẻ âu lo, xin cầu cho chúng con mãi âu lo. Âu lo vì tội vì tình, âu lo vì chuyện mưu sinh, âu lo phiền hồn con xót xa,
bà ơi hỡi bà ơi.